Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị 6 lô đất mặt tiền nằm trong khu dân cư Nam Hùng Vương thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, chủ tài sản đang có nhu cầu bán. Với diện tích mỗi lô là ngang 4 dài 20, công nhận trên sổ là 80m², đất ở đô thị 100%, tiện xây dựng mới, trệt, 2 lầu và sân thượng. Về pháp lý thì đầy đủ giấy tờ để công chứng mua bán. Và hiện tại những lô đất này có mức giá dao động từ 6,5 đến 7,3 tỷ một lô tùy vị trí. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 7572 158, số điện thoại của Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị về những lô đất này.